Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 11, tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, đại biểu các xã đặc biệt khó khăn, các cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Yên Bái còn 32,21%, cao thứ 6 toàn quốc. Riêng tại hai huyện 30A là Mù Cang Chải và Trạm Tấu đều có tỷ lệ hộ nghèo trên 75%, thuộc vào nhóm các huyện nghèo nhất cả nước. Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời huy động nguồn lực gần 20.000 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 30A tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải trên 470 tỷ đồng. Đối với chương trình 135, tỉnh Yên Bái hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện trên 760 tỷ đồng. Kết quả sau 5 năm, tỉnh Yên Bái đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,04%, đứng thứ 12 toàn quốc, cải thiện 6 bậc so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ 11 trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,03% năm. Riêng tại hai huyện 30A là Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm bình quân 8,32% năm. Dự kiến tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,76%. Đặc biệt trong hai năm 2020-2021, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai thành công đề án hỗ trợ nhà ở cho hơn 3.600 hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Toàn tỉnh đã có 333 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để đại diện các sở ban ngành địa phương và một số cá nhân tiêu biểu trình bày tham luận liên quan đến các vấn đề như hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, bài học kinh nghiệm và định hướng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn và giảm nghèo bền vững. Công tác tuyên truyền vận động các ngành đoàn thể cơ quan đơn vị địa phương hưởng ứng ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo và công tác giám sát phản biện xã hội về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện và định hướng thực hiện công tác giảm nghèo tại các địa phương trong giai đoạn tới. Các đại biểu cũng tham luận về công tác xây dựng, triển khai kế hoạch giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, những cách làm hay, sáng tạo cùng các mô hình giảm nghèo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo, cũng như các chính sách đặc thù tạo sinh kế thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tập trung xây dựng triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển sản xuất, liên kết vùng thiết yếu, phục vụ dân sinh, tạo sinh kế cho người nghèo. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, khơi dậy văn hóa vươn lên, khát vọng sáng tạo, để người dân có ý chí tự lực tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, trong điều kiện của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, thì kết quả giảm nghèo mà tỉnh Yên Bái đạt được là đặc biệt ấn tượng. Qua đó cho thấy các giải pháp, chính sách giảm nghèo được triển khai trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân nói chung, người nghèo nói riêng được cải thiện đáng kể. Thống nhất với các nội dung đánh giá trong báo cáo, tổng kết và các tham luận trình bày tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, những điểm sáng, nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm có ý nghĩa quyết định đến kết quả giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền để thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, đặc biệt là giải phóng tư tưởng để khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Qua đó đã khắc phục được một trong những khó khăn trở ngại lớn nhất trong công tác giảm nghèo, đó là một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, không có ý chí vươn lên thoát nghèo. Thì cái tình trạng này giai đoạn trước đây và kể cả đầu nhiệm kỳ chúng ta vẫn có, nhưng mà qua thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua thì đã khắc phục được tình trạng này. Một điều đáng mừng nữa đó là ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo không chỉ ở từng hộ nghèo mà đã lan tỏa, trở thành nguyện vọng, trở thành mong muốn, quyết tâm của cả cộng đồng. Điều này được minh chứng ở kết quả xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn vừa qua, đã có nhiều xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đã rất nỗ lực để vươn lên trở thành xã hoặc thôn nông thôn mới. Có thể nói, nguyện vọng được thoát nghèo, mong muốn được ấm no hạnh phúc đã dần dần thấm sâu từ trong tư tưởng và lan tỏa trong hành động, thôi thúc các hộ nghèo tự mình vươn lên, cộng hưởng giữa ý chí, nghị lực tự thân với những hỗ trợ của nhà nước, sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng, của xã hội để từ đó thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và góp phần xây dựng, phát triển quê hương. Những kết quả ấn tượng trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua chính là thể hiện, là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự đoàn kết, đồng lòng, sự vào cuộc tích cực và quyết tâm cao độ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Cũng là kết quả của sự thay đổi căn bản tư duy, nhận thức, hành động từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân trong toàn xã hội. Đặc biệt là giải phóng tư tưởng để người dân phát huy tinh thần tự lực, tự trọng, có khát vọng và chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, hướng đến một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng cho rằng việc triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi cần có định hướng đúng đắn, giải pháp đồng bộ, sát thực tế để tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 61 của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương chính sách, nghị quyết, chương trình của Trung ương về giảm nghèo, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo, quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn tại các huyện nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tin tưởng với những kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, năng động, sáng tạo, cùng chung tay thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 33 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã phát động các đại biểu tham gia hội nghị hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình An sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021 với tổng số tiền các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ là 650 triệu đồng. Chiều ngày 26 tháng 11, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Văn Yên tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11 năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Văn Yên đã khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin về thực trạng hoạt động, nhiệm vụ giải pháp của Liên đoàn Lao động tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời các đại biểu cũng được thông tin về tình hình an ninh quốc phòng của tỉnh thời gian qua, những vấn đề được đặt ra đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh về quy định thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thông tin các vấn đề thời sự trong nước, tập trung vào kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, một số điểm mới của quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và một số hoạt động đối ngoại, tình hình thế giới nổi bật, đồng thời tập trung trao đổi về yêu cầu mới với công tác nghiên cứu giáo dục lý luận chính trị, tổ chức học tập quán triệt của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền về các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, quy định số 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, tuyên truyền về hội nghị văn hóa toàn quốc và một số nội dung liên quan đến văn hóa theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Về cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 và kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2021 của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Yên Bái vinh dự được Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin Truyền thông lựa chọn là điểm tổ chức cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông. Chiều ngày 26 tháng 11, Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức lễ trao giải cuộc thi Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông lần thứ 3 năm 2021. Mặc dù là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở chủ đề an toàn giao thông với quy mô toàn tỉnh, nhưng tất cả các đài truyền thanh cơ sở huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng tham gia. Qua 6 tháng phát động từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021, đã có trên 90 chương trình được Trung tâm Truyền thông Văn hóa cấp huyện chấm và nhận xét sơ bộ gửi về tham gia vòng chung khảo. Theo đánh giá của ban tổ chức, các chương trình truyền thanh cơ sở có nội dung và chất lượng khá tốt. Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh sát thực bức tranh sinh động về an toàn giao thông của đời sống xã hội, những vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm. Chất lượng các chương trình tương đối đồng đều giữa các đơn vị, nhiều chương trình có chất lượng rất tốt, hình thức thể hiện phong phú, nội dung mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực với cơ sở. Nhiều đơn vị đã đầu tư khá công phu về lời bình, âm thanh, tiếng động hiện trường, thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm với nghề của những người làm công tác truyền thông ở cơ sở. Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 là hoạt động ý nghĩa, là cơ hội để đội ngũ những cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở được trau dồi nghiệp vụ, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua cuộc thi cũng là dịp để nâng cao nhận thức cho cấp ủy chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò vị trí của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tại lễ trao giải cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông, ban tổ chức đã trao 9 giải tập thể, 24 giải trao cho các đài truyền thanh cơ sở, trong đó giải nhất tập thể được trao cho Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái, giải nhì thuộc về Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các trung tâm truyền thông và văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đối với giải tuyên truyền an toàn giao thông xuất sắc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho chương trình phát thanh của đài truyền thanh cơ sở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, giải nhì cho 2 chương trình phát thanh của đài truyền thanh cơ sở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và đài truyền thanh cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Đồng thời trao 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các đài tham dự cuộc thi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải chương trình phát thanh có hình thức hấp dẫn, chương trình phát thanh có chùm tin mang tính thời sự, trao giải phát thanh viên nữ có giọng đọc truyền cảm nhất và trao giải phát thanh viên nam có giọng đọc truyền cảm nhất. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội là một chủ trương lớn xuyên suốt, là vấn đề quan trọng có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc. Sau 5 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,04%, đứng thứ 13 toàn quốc, cải thiện 7 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Là tỉnh miền núi, đa dân tộc, Yên Bái bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình Mục tiêu Quốc gia
giai đoạn 2016-2020 với nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn tới 32,2%, với trên 65.000 hộ nghèo và trên 15.000 hộ cận nghèo, cao thứ 6 so với cả nước. Trong đó, huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải có tỷ lệ hộ nghèo trên 75%. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn coi công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cấp các ngành, với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được những thành tựu nổi bật. Trong điều kiện một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song 5 năm qua, từ nguồn vốn chương trình 30A, chương trình 135 và thông qua các đề án chính sách, tỉnh đã huy động tổng nguồn lực gần 20.000 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó ưu tiên dành trên 960 tỷ đồng để đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng trên 800 công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, công trình điện, thông tin, viễn thông. Nhờ đó, bộ mặt kinh tế xã hội đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Cũng như nhiều bà con trong bản, trước đây gia đình anh Trang A Chu ở bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Quan Chải chỉ biết cấy lúa trồng ngô. Nhưng từ khi xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, được hỗ trợ về vốn là được hướng dẫn kỹ thuật, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi đại gia súc, trồng thảo quả và chăn nuôi gà, lợn giống bản địa. Mới ngoài 30 tuổi, nhưng giờ Trang A Chu đã làm chủ một cơ ngơi mà nhiều người mơ ước. Mỗi năm gia đình anh thu về cả 100 triệu đồng, một số tiền mà trước đây những nông dân vùng cao như Trang A Chu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhìn những số người hộ khác, nó còn khổ nghèo hơn mình. Mình đang trẻ sức dày, vai rộng, mình phải cố gắng hết sức phấn đấu cho cuộc sống của mình. Giờ là gia đình bây giờ cũng khá rồi. Chủ trương hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng để xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái đã mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, cùng với các chương trình giảm nghèo khác như 30A, 135, chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở hai huyện vùng cao này đã giảm đáng kể. Với cái việc lồng ghép của các cái chương trình dự án cũng như là cái chính sách hỗ trợ thì đã giúp cho nhân dân Mù Cang Chải, mà đặc biệt là đối với người nghèo, thì đã có cái điều kiện để phát triển kinh tế. Kết quả giảm nghèo từ đầu kỳ là 75,13% xuống còn 32,08% năm 2020. Bình quân thì là mỗi năm giảm được 8,61%. Một trong những kênh quan trọng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong 5 năm qua, đã có gần 110.000 lượt hộ được vay trên 3.800 tỷ đồng để đầu tư mua cây con giống, phát triển sản xuất, tiêu thụ công nghiệp, dịch vụ, làm mới và cải tạo công trình nước sạch, công trình vệ sinh, tạo việc làm. Vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, có cuộc sống khá giả.
Trước đây, gia đình anh Doãn Văn Hải thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Quyết tâm vượt qua đói nghèo của vợ chồng anh đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội trợ lực bằng 40 triệu đồng vốn vay. Anh mạnh dạn đầu tư nuôi trâu bò sinh sản. Và đến nay, anh đã có trong tay 20 con trâu bò trị giá vài trăm triệu đồng. Không chỉ trả hết nợ vay, có vốn, anh Hải còn đầu tư trồng thêm 2 hecta quế, nuôi lợn nái sinh sản, nuôi gà để cải thiện cuộc sống. Với mức thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng một năm, hiện nay gia đình anh Hải đã trở thành hộ khá giả ở địa phương. Mình kinh tế thì nó cũng khá giả lên. Và cũng để muốn xây dựng, tức là cái gian cửa gian nhà. Thế nhưng mà năm nay thì thực ra là tôi cũng rất là nói thật, vì nó chưa được tuổi. Thế sang năm thì có đồng vốn rồi thì cũng muốn kiến thiết. 5 năm qua, lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là tại các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện. Bên cạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành các chính sách đặc thù nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ở vùng cao đến trường và thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục. Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ kinh phí thuê người nấu ăn cho học sinh bán trú tại một số trường phổ thông. Nghị quyết về sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại trà và giáo dục dân tộc. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục cho trên 1 triệu học sinh. Qua đó cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các địa bàn khó khăn của tỉnh. Nhiều chính sách hỗ trợ được thực hiện như cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ về nước sạch, thông tin, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Nhờ đó đã tạo thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chỉ còn chiếm 0,19% trong tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh. Để giảm nghèo bền vững, hàng năm tỉnh ủy Yên Bái đều ban hành chương trình hành động, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm và kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo theo phương châm giao nhiệm vụ khoán sản phẩm. Theo đó, bên cạnh việc giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng huyện thị thành phố, tỉnh ủy đã phân công nhiệm vụ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo trên 50 sở ban ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua đã có trên 5.600 hộ thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ kinh phí, cây con giống, máy móc, công cụ sản xuất và những tài sản thiết yếu. Các sở ngành của tỉnh thì hết sức là nhiệt tình, tích cực, ủng hộ. Có những sở thì phụ trách về con giống hoặc là hỗ trợ tiền mua vật tư để người dân sản xuất, để chăn nuôi, vân vân. Thì hầu như là các sở nào cũng hỗ trợ, cũng giúp đỡ được, đúng theo cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy. Có thể nói, điểm nổi bật và góp phần quan trọng cho thành công trong công cuộc giảm nghèo của tỉnh Yên Bái những năm qua chính là có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, thì nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động vào quỹ vì người nghèo trên 70 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo. Từ cái nguồn quỹ này thì đã kịp thời hỗ trợ làm nhà mới và sửa nhà cho gần 5.000 hộ nghèo, thế và giúp đỡ hàng chục ngàn hộ về tư liệu để phát triển kinh tế và khám chữa bệnh, cũng như thăm, chăm lo, tặng quà cho các hộ nghèo trong dịp lễ Tết. Với những kết quả đạt được trong công tác vận động quỹ vì người nghèo thì đã góp phần giúp đỡ các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Đặc biệt trong năm 2020 và năm 2021, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch về hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.
với tổng nguồn lực thực hiện đạt gần 128 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 1.100 căn nhà cho gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Việc thực hiện các đề án kế hoạch nói trên đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng thiếu hụt về nhà ở của hộ nghèo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Đồng hành với các cấp các ngành và nhân dân trong công tác giảm nghèo, các cấp hội đoàn thể trong toàn tỉnh như hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ cũng triển khai nhiều chương trình kế hoạch giảm nghèo cụ thể. Nhiều phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội như cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày thứ bảy cùng dân, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sự quan tâm chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã mang lại kết quả đột phá trong công tác giảm nghèo. Đời sống người dân ở các vùng miền có bước phát triển đáng kể. Người dân đã thay đổi nhận thức, không còn trông chờ vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước mà chủ động tự giác vươn lên để thoát nghèo. Nhiều hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ngày xưa thì cha mẹ nó cũng nghèo suốt rồi thì bản thân tôi bây giờ tôi cũng phải cố gắng lên để lần nào để cho cái cuộc sống của mình có thể khá hơn và không phải trông chờ lại vào nhà nước nữa. Như bản thân tôi thì cũng tự nguyện viết đơn thoát nghèo và để lại những cái sự hỗ trợ của đó để lại cho các hộ mà nó còn khó khăn hơn. Như năm 2016 là thu nhập bình quân là 36 triệu trên người trên năm. Nhưng mà đến năm nay là chúng tôi đã đạt 54 triệu. Tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi là hiện nay đã giảm, chỉ còn duy nhất còn một hộ nghèo. Ngược về 5 năm trước, sau 25 năm ngày tái lập tỉnh, dù đã có bước phát triển, song cũng như các tỉnh miền núi, Yên Bái vẫn bộn bề khó khăn, sản xuất manh mún, lạc hậu, thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra khiến công cuộc giảm nghèo luôn là thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn trên 32%, cao thứ 6 toàn quốc. Riêng hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỷ lệ hộ nghèo trên 75%, thuộc vào nhóm các huyện nghèo nhất cả nước. Kết quả sau đó giảm nghèo là tiền đề quan trọng để đến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái có 75 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 50% tổng số xã của toàn tỉnh, cao gấp 1,35 lần bình quân chung của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, gấp 1,85 lần bình quân chung khu vực Tây Bắc và gấp 3 lần so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có 12 xã đặc biệt khó khăn cũng đã về đích nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đã tăng gấp 2 lần so với năm 2015.
là tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo của người nghèo và toàn xã hội. Thực hiện tốt phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hai là nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án chính sách về giảm nghèo, trong đó phải đặt người nghèo vào vị trí chủ thể, trung tâm của chính sách, là đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách. Tập trung vào các nhóm chính sách hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế theo hướng hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả, hạn chế các chính sách hỗ trợ trực tiếp hoặc cho không. Thứ ba, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu, nhất là tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng và gia tăng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ về giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe. Thứ tư là thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tích cực huy động, lồng ghép đa dạng các nguồn lực từ các chương trình dự án, đặc biệt là huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tập trung nguồn lực đầu tư cho các huyện nghèo và hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới. Từ một tỉnh miền núi nghèo nàn lạc hậu khi mới tái lập tỉnh vào năm 1991, đến nay Yên Bái đã nằm trong nhóm tỉnh phát triển khá của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Đời sống người dân ở khắp vùng miền đã được nâng lên rõ rệt. Bộ mặt đô thị nông thôn ngày càng khởi sắc. Cuộc chiến giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức phía trước, song với bản lĩnh, tầm tư duy trí tuệ và sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong giai đoạn tới, quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.